Những phối hợp bậc từ rất hay cho Caro Oman Việt Nam. Như lần này thì đường chuyền đi hơi mạnh và thủ thành CBD của Brunei đã ban lại kịp thời. Trọng Hùng cơ hội cho Caro Oman Việt Nam, một pha quả bóng khá tốt, đường chuyền vào phía trong, cú sút vào, tỷ số được nâng lên thành 2-0 cho Oman Việt Nam. Và một lần nữa người ghi bàn là Hà Đức Chinh. Vẫn là một pha tấn công bên phía hành lang cánh trái. Việt Hưng đã có một pha truyền bóng tốt cho Thanh Thịnh, vượt qua được hậu vệ của đối phương rồi thực hiện đường truyền vào phía trong để cho Hà Đức Chinh thực hiện cú điểm chéo góc chính xác. Trọng Hùng và phối hợp tốt của Caro Oman Việt Nam, cú sút, nỗ lực để đi bóng vào dứt điểm của Trọng Hùng. Được phản công nhanh cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Rất trống trải Trọng Hùng. Đáng tiếc khi mà trong rồi thì Trọng Hùng đã điểm không thể vượt qua được thủ thành JBD của U22 Brunei. Một cầu phải nói là quá thuận lợi để cho U22 Việt Nam có được bàn thắng thứ 3. Vừa rồi thì Triệu Việt Hưng đã tạo ra một cơ hội rất thuận lợi dành cho Trọng Hùng khi mà tiền vệ Thái Quý đã được rút ra nghỉ và vào thay đó là cầu thủ số 8 Trọng Hoàng. Và tấn công của các cầu thủ U22 Việt Nam đã có lỗi, đúng phạm lỗi của hậu vệ Asman đối với Hồ Tấn Tài. Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh sẽ truyền hình trực tiếp tất cả các trận đấu của U22 Việt Nam. Tỷ số đã được nâng lên thành 3-0 cho U22 Việt Nam và đó là hat trick của Hà Đức Chinh. Hà Đức Chinh đã mở được tỷ số ở đầu hiệp đấu đầu tiên cũng từ một pha phối hợp đá phạt góc và bật cao đến đầu. Và ngay vào đầu hiệp đấu thứ hai này cũng từ một tình huống đá phạt góc, Hà Đức Chinh đã lại bật cao đến đầu chính xác để nâng tỷ số trận đấu. Trọng Hoàng, bóng vẫn đang thuộc quyền kiểm soát của các cầu thủ U22 Việt Nam. Pha phối hợp rất tốt của các cầu thủ U22 Việt Nam, tấn tài và đẩy bóng xâm nhập vào trong vòng 16m10. Tấn tài cú sút, bóng đã dội sang ngay khung thành và trong vòng 16m10 của U22 Brunei. Rất kịp thời của Sabini. Cầu thủ Việt Nam đang bị đau. Và lúc này thì trọng tài đã thổi còi tạm dừng trận đấu. Người đang bị đau là trung vệ Tấn Sinh. Cần thiết. Không có lỗi viên vị. Được bóng vào, không được. Tình huống can thiệp rất kịp thời của hậu vệ bên phía U22 Brunei. Và người vừa sắp nhập phòng cấm đó là Trọng Hoàng. Rất khác với những trận đấu trước đây mà Trọng Hoàng thường xuyên sắm vai hậu vệ cánh phải của đội tuyển Việt Nam. Thì ở lần ra sân tại SEA Games 30 lần này, Trọng Hoàng, Trọng Hùng, Hà Đức Chinh, Trọng Hoàng. Tình huống đệm lòng hơi mạnh của Trọng Hoàng.
Trước đó là tình huống phá bẫy việt vị rất tốt của Hà Đức Chinh. Thủ môn Sabidi của U22 Brunei đã phải băng lên rất cao ở tình huống vừa qua. Một hình ảnh chắc chắn là không ai muốn thấy, và đặc biệt là huấn luyện viên Park Hang-seo vào lúc này. Có lẽ chấn thương cách đây ít phút của Huỳnh Tấn Sinh đã nặng hơn dự kiến. Cán đã phải được đưa vào sân để hỗ trợ cho trung vệ của U22 Việt Nam. Đức Chiến là người được tung vào sân thay cho Huỳnh Tấn Sinh của U22 Việt Nam là Trọng Hoàng. Trọng Hoàng không có lỡ việc vị. Cầu ơi, 4-0. Cả hai cầu thủ của U22 Việt Nam đều không việc vị ở tình huống vừa qua, và người lập công đó là Triệu Việt Hưng. Một tình huống xử lý và nói là rất đồng đội của Trọng Hùng ở tình huống vừa qua, khi mà bóng bị nảy lên cao đưa Trọng Hùng vào tư thế nhận bóng có phần hơi bất lợi, thì cầu thủ của Thanh Hóa đã có pha xử lý rất tinh tế, đưa bóng ngang sang cho Triệu Việt Hưng. Đó chính là nét đặc trưng ở các đội bóng mà huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt. Lối chơi tập thể luôn được đề cao, và Triệu Việt Hưng cũng đã có cho mình bàn thắng đầu tiên tại kỳ SEA Games 30 ở Philippines. Rất tốt, chắc chắn sẽ là một tình huống đá phạt, và đi kèm với đó là thẻ vàng cho cầu thủ áo số 15 Gani. Đúng là phạm lỗi bắt buộc của Gani nếu như không muốn để cho Trọng Hùng vượt qua. Quả đá phạt góc cho U22 Việt Nam, cú đầu vào. Tỷ số đã được nâng lên thành 5-0 cho U22 Việt Nam, và có lẽ đó lại là một pha ghi bàn nữa của Hà Đức Chinh, và vẫn là một tình huống đánh đầu từ quả đá phạt góc. Hà Đức Chinh nếu như là tác giả bàn thắng này thì có thể nói hiệu suất ở trong ngày hôm nay của tiền đạo này là quá tốt. Trọng Hùng, Hoàng Đức, Hà Đức Chinh. Cú sút, đó là phải điểm của Trọng Hùng. Một lần nữa đó là cú sút nhắm vào góc hẹp nhưng không thể đánh bại được thủ thành Sabidi. Thì đội tuyển U22 Việt Nam sẽ gặp đối thủ thứ hai, đó là U22 Lào. Trọng Hoàng không có lỡ việc vị của Trọng Hoàng, đưa bóng vào, đường truyền hơi sâu của Trọng Hoàng. Người đã có tình huống làm tường để đưa bóng cho Trọng Hoàng thoát xuống, đó là Tiến Linh. Còn đây là tình huống phạm lỗi của Ngọc Bảo đối với Nosami. Triệu Việt Hưng không có lỗi việt vị, Việt Hưng không vào, bóng vô sân ngang. Vẫn là cầu thủ U22 Việt Nam. Thanh Thịnh, Việt Hưng, một lần nữa cú dứt điểm của Việt Hưng lại đưa bóng vô sang ngang khung thành. Một tình huống quan sát rất nhanh của hậu vệ đội trưởng Đỗ Thanh Thịnh. Việt Hưng đã có tình huống di chuyển bên hành lang cánh phải rất hợp lý. Anh có đủ không gian và thời gian để tung ra cú dứt điểm đầu tiên, nhưng may mắn đã không đến cho cầu thủ của Hoàng Gia Lai. Hoàng Đức, cùng hai Việt Nam vẫn đang kiểm soát bóng. Trọng Hoàng được chuyển phía trong, cú sút không vào. Tấn Tài, Tiến Linh,
Trọng Hùng. Và qua người của Trọng Hùng, cú sút vào. 6-0 cho U-Mai Việt Nam, và cuối cùng thì Trọng Hùng đã có được bàn thắng cho riêng mình ở trong trận đấu ngày hôm nay. Trọng Hùng đã rất nhiều lần cố gắng thực hiện các quyết điểm từ những tình huống như thế này, và cho đến lần này anh mới thành công. Một pha dứt điểm rất mạnh, và dù thủ thành Sabidi của Brunei đã chạm được tay vào bóng nhưng vẫn không thể ngăn được nó đi vào trong lưới. U17 đến U23. Như vậy hiệp 1 trận đấu giữa đội Việt Nam và Brunei đã bắt đầu. Dứt điểm. Bóng chạy cầu môn. Pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên trong trận đấu. Tự tin ở mức độ nào? Trận đấu đang phải tạm dừng khi mà cầu thủ Brunei bị đau. Người vừa bị phạm. Một cú dứt điểm. Cú đá không trúng bóng. Pha xử lý vừa rồi là của Đinh Thanh Bình. Chúng ta xem lại pha dứt điểm của Triệu Việt Hưng, cầu thủ thi đấu cho câu lạc bộ. Là một cơ hội rất tốt để cho Triệu Việt Hưng khẳng định năng lực của mình. Anh. Thêm một pha dứt điểm. Đội Việt Nam đã Thanh Thịnh chè bóng vào trong, đánh đâu vào. Bàn thắng đầu tiên đã đến với đội Việt Nam sau hơn 10 phút. Hà Đức Chinh thay bàn rất quan trọng của Đức Chinh, và là một tình huống quen thuộc của anh. Đúng là rất quan trọng, nó cần thiết cho đội tuyển U23 Việt Nam. Rất tốt, phản đầu vọt sang ngang. Người chạm bóng cuối cùng là Hoàng Đức, Indonesia, và cuối cùng là gặp Thái Lan thì đội hình mạnh hơn, sẽ có thêm cơ hội để có thể thể hiện đẳng cấp của mình, tiêu chuẩn của mình bằng những lối chơi phù hợp. Chuyền vào, suýt nữa tỷ số là 2-0. Pha xử lý kỹ thuật ở bên trái rất hay của Việt Nam. Cũng là một tình huống thoát xuống biên nhưng bóng được đưa vào ở tầm thấp. Hồ Tấn Tài sút bóng. Hoàng Đức. Quả chuyền vào. Việt Hưng. Bóng đâm một dọc không vào. Như vậy là bàn thắng thứ hai đã đến với đội Việt Nam. Tỷ số được đưa lên 2-0. Người ghi bàn có lẽ là Thành Trung. Đội tuyển U23 Việt Nam như một lẽ tất nhiên, vì trước đó là một loạt những tình huống dâng cao tổ chức tấn. Thanh Bình. Dứt điểm. Bóng lại rơi con dọc. Pha quăng chân quá hay. Đó là một tình huống khiến tất cả ồ lên. Có lẽ là. Và không chỉ có thế, chúng ta còn có những cầu thủ đặc biệt ở phía trên. Đoàn Văn Hậu phất bóng ngoài. Như vậy là bóng đi ra ngoài. Chúng ta phải chứng kiến cú Trivela điệu nghệ chân trái của Đoàn Văn Hậu. Chúng ta cùng xem lại. Cũng ở sân Mỹ Đình và cũng bên phía cầu môn này, Đoàn Văn Hậu đã có cú truy về lại. Tấn Tài. Cú đánh đầu. Dứt điểm. Cú đá đi chạy không thành. Pha dứt điểm của Hoàng Đức. Cầu thủ Việt Nam đã phung phí khá nhiều cơ hội. Nếu không lúc này tỷ số đã không chỉ là 2-0. Tiếp tục sút bóng. Dứt điểm. Quả đá thứ 3 liên tiếp thì đã có bàn thắng là thứ ba cho đội tuyển U23 Việt Nam ở trận đấu này, và đó là pha ghi bàn của Đinh Thanh Bình. Một lần nữa lại là sức ép, là tốc độ chơi, là sự quyết liệt trong những tình huống xử lý, và đội bóng đỏ đã có được sự tưởng thưởng xứng đáng. Hà Đức Chinh, Nguyễn Thành Trung và Đinh Thanh Bình sẽ cần rèn rũa thêm những miệng đánh đa dạng và hiệu quả. Dứt điểm vừa rồi là của Thái Quý. Người thế giới. Quang Hải.
Quang Hải sát đáy biên để lật bóng lên. Quang Hải pha xử bóng khéo léo của Quang Hải, sút bóng không vào, cú pu của cự ly gần. Pha dứt điểm là của Đinh Thanh Bình, người chuyền bóng bằng đầu trước đó là Hoàng Đức. Vẫn còn cơ hội. Hồ Tấn Tài, Hoàng Đức sút bóng, cú ra chân rất nhanh của Hoàng Đức. Tấn Tài chân trái, cú đá khá bất ngờ của người đang chơi bên phía cánh phải của U23 Việt Nam. Đoàn Văn Hậu, Quang Hải qua người nhả bóng, tỷ số là 4-0 cho U23 Việt Nam. Dường như cứ sau một quãng thi đấu mà nhịp độ thi đấu, tốc độ chơi, sức ép của U23 Việt Nam được đẩy lên ở mức độ cao là chúng ta có được bàn thắng. Đối phương đúng là không đủ năng lực để có thể ngăn cản được sức mạnh của U23 Việt Nam. Chắn người ta không thể quên được cái cách mà Quang Hải xử lý trong chỗ chật, điềm tĩnh và kỹ thuật như thế nào. Dứt điểm! Cú chạm bóng cuối cùng là của Quang Hải. Những cuộc đối đầu với Brunei sẽ không còn ý nghĩa nếu như chúng ta là đội đứng thứ hai trong bảng. Đường truyền của Việt Hưng. Đường truyền là của Việt Hưng. Vẫn là một lối chơi thong thả nhận nhà. Cú dứt điểm. Pha dứt điểm là của Đinh Thanh Bình. Vâng, đây là giây phút mà nhiều người đã mong chờ từ lâu rồi. Đình Trọng đã khỏi hẳn chấn thương và bây giờ anh vào sân thay người. Cú sút xa là của Đoàn Văn Hậu. Để có cả những cú sút xa, nhưng đó là những phương án được thực hiện khi cơ hội là tương đối rõ ràng. Quả penalty. Quang Hải bị phạm lỗi. Thẻ đỏ trực tiếp. Cầu thủ đã phải nhận thẻ đỏ là số 6 Wafi Aminuddin. Hay hơn. Tỷ số trận đấu là 5-0. Tấn Sinh, trung vệ Tấn Sinh của Quảng Nam đã lập công đúng là. Quang Hải sút bóng. Pha dứt điểm của trung vệ Thành Trung. Quang Hải không vào. Tình huống nhận bóng và dứt điểm bằng chân trái sở trường của Quang Hải ở vị trí vừa rồi. Nếu chúng tôi không nhầm thì lúc này trên sân Việt Nam có đến 5 cầu thủ thuận chân trái. Đó là một tỷ lệ rất cao ở các cấp. Chồng sẽ tiếp tục tỏa sáng và chắc chắn sẽ còn cống hiến được nhiều. Bùi Tiến Dũng đã rời vòng cấm rất nhịp nhàng. Thái Quý Bình chia Việt Hưng và quả penalty của Huỳnh Tấn Sinh. Dần trở lại cảm giác tốt nhất. Lại một quả penalty nữa. Như thế có nghĩa là anh Huy sẽ không có cơ hội để dự đoán chính xác. Vì đây rõ ràng là một cơ hội lớn để cho đội tuyển U23 Việt Nam. Quang Hải và thủ môn Anak. Quang Hải đá sát cột dọc rất hiểm. Anak đã biết rồi và chủ động đổ người. Tuy nhiên quá hiểm hóc và không thể cản nổi cú đá vừa rồi. 6-0, 6 bàn thắng chia cho 6 cầu thủ.